luôn á. Chào con. Dạ em chào chú. Xinh quá Đan ơi. Anh có phải con nhỏ rất là giống bố luôn. Mà đi ra là rất là dễ thương, ném nép vào người bố hay nè, cười tươi quá. Bây giờ Tâm Đan ơi, con hãy gửi một lời chào đến cho quý vị khán giả nha. Dạ. Xin chào các cô, các chú. Con tên là Nguyễn Ngọc Tâm Đan. Năm nay con 8 tuổi, con học lớp 3. Và hôm nay con đi cùng với bố con. Wow. Chết rồi. Anh ơi, MC cái chỗ mình lung lay quá nè. Nói tròn dành rõ chữ mà cái giọng dễ thương mà rất là nói rất là lớn luôn. Có khi nào chương trình cần MC nhí không ta? Là xin chào mọi người ạ, mình là Tuấn Anh. Năm nay mình 38 tuổi và mình làm việc kinh doanh. Tâm Đan là phong cách rất là ca sĩ nha cô Lan. Đúng tóc rồi. Rồi làm thắt bím, con nhìn con quay nghiêng nè, quay nghiêng mọi người coi nè. Trời ơi. Là người ta phá cách, không có phải là kiểu thắt từ trên xuống dưới nhẹ nhàng. Và người ta sẵn sàng để mà biểu diễn một bài hát nè. Người ta đã là phong cách ca sĩ là người ta. Ủa vậy luôn hả? Không thể nào thoát được rồi. Vậy cười kìa. Rồi bây giờ anh phải giới thiệu nè, dạ. Bạn ca sĩ người ta mới bước lên. Xin mời ca sĩ Tâm Đan. Đây, rồi, đây nha. Trời ơi. Bây giờ thì sân khấu này là của Tâm Đan. Tâm Đan có sẵn sàng hát tặng cho mọi người một bài hát được không nào? Dạ được. Thưa quý vị, còn chần chờ gì nữa, hãy hướng mắt về sân khấu của bố là tất cả cùng chào đón ca sĩ Tâm Đan với Cả nhà thương nhau. Xin mời. Hey. Sung quá nè. Hay quá. Chết rồi. Chết rồi các trời. Trời ơi. Dễ thương quá nè. Bên. Ba thương con vì con giống mẹ. Yeah. Mẹ thương con vì con giống ba. Mà anh, em xin phép em phải để cái tám đây. Cái bộ động tác anh thấy rất là lạ, em để là hai lần nữa vậy nè. Liên tục như vậy nè. Rất là kiểu như quyển chuyển nha. Tâm Đan ơi, cô Lan có thể hỏi cho con là ai chỉ cho con cái động tác mà nó đáng yêu như vậy không con? Dạ con tự nhảy. Con tự nhảy luôn. Thôi vậy là mình ở nhà là bố hay mẹ là có cái năng khiếu về âm nhạc không, mà tại sao là con là thừa hưởng tuyệt vời như vậy? Dạ con hay nghe. Con hay nghe nhạc là dạ. Vậy hả? Nhưng mà hôm nay là cô thấy con mặc một cái đầm trắng rất là dễ thương nè, rồi mang một đôi giày cũng rất là hiện đại nữa, là bộ này là ai là người mua cho con? Dạ bố con. Bố con rất là rõ ràng cái nào ra cái đó. Rồi bây giờ mời ca sĩ Tâm Đan và bố nép qua bên đây. Cô Lan thấy là tiết mục của hai bố con quá dễ thương. Sôi động phim trường. Bây giờ mình mời tiếp ra sân khấu đi nè. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chào đón và ủng hộ cặp bố con tiếp theo cũng rất là sôi nổi, đó là bố Nguyễn Thanh Tài và con Nguyễn Khả Doanh. Xin mời. Những cái thiên thần mà đến với chương trình vậy đó. Hai bé gái ra cười tươi dễ thương rồi. Khả Doanh ơi, bây giờ con hãy gửi một lời chào đến quý vị khán giả nha. Con xin chào tất cả các cô chú. Con tên là Nguyễn Khả Doanh. Năm nay con 8 tuổi. Con học lớp 3 trường tiểu học Hồ Văn Cường. Con đến đây cùng với bố của con. Trời ơi, lưu loát, nói năng lưu loát luôn. Sao giờ các bé giỏi quá anh ơi. Chương trình có hai MC mới rồi em ạ. Tâm Đan, Khả Doanh, Hồng Phúc và Phương Lan có thể vào trong nghỉ ngơi được rồi. Rồi bây giờ là Khả Doanh giới thiệu rồi, bây giờ mời bố ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thanh Tài. Năm nay mình 42 tuổi, nghề nghiệp mình hiện giờ là một nha sĩ. Nha sĩ, dạ. Wow. Dạ, anh ơi, răng em nó có chút đau chút bên này nè. Tranh thủ mình phải tận dụng. Lát nữa là hậu trường mình xin số điện thoại sao. Dạ. Vô. Khả Doanh ơi, dạ. Hôm nay cô Lan thấy con mặc một cái này phải gọi là một cái yếm đúng không nè. Dạ, một cái yếm cái zoom rất là đáng yêu. Ở trong thì là nhấn màu đỏ, ở ngoài là màu trắng nhẹ nhàng. Không biết là bộ đồ này thì ai là người mua cho con? Dạ, bộ này thì con... ba mẹ mua cho con luôn. Ba mẹ dẫn con đi mua luôn. Dạ. Và cô Lan thấy con có hai chiếc bông tai rất là dễ thương. Nó bự hơn là của cô Lan nữa. Thời trang phong cách người mẫu lắm. Đúng cô rồi. Mà tóc cột dây thun rất nhiều màu. Em thấy hôm nay là hai bé mỗi bé một phong cách. Dạ. Đó cho nên là không biết cái đôi bông tai này là cái là ý của con muốn mua hay là ba với mẹ mua cho con? Cái này cũng là ba với mẹ luôn. Vậy là ở nhà ba mẹ giống như là một cái người mà có cái thời trang nó...
hiện đại ra. Cô Lan biết sao, ở nhà hàng xóm mọi người làm một cái sân catwalk để lúc nào cũng bé Khả Danh biểu diễn, người ta người mẫu. Ủa vậy hả? Mỗi chiều ở nhà luôn. Là bên đây ca sĩ, bên đây là người mẫu. Bên đây là người mẫu, mình mời toàn là tài năng tới đây không mà. Khả Danh ơi, ca sĩ con có thể biểu diễn một đoạn đi thời trang cho tất cả mọi người của Bố Là Tất Cả xem được không nè? Dạ được. Trời ơi, bắt đầu nha. Con sẽ gửi tặng mọi người một phần thi của con là biểu diễn catwalk. Wow, hay quá, hay quá, hay quá. Rồi, xin mời âm nhạc bắt đầu. Trời ơi, tạo dáng kìa. Trời ơi, hay luôn. Dữ chưa? Mặt thần thái nước là trời ơi. Bước đi thông thả. Chết rồi. Quý vị, chúng ta đã cùng đến với siêu mẫu Khả Doanh năm nay 8 tuổi. Rất đẹp cho mọi người. Trời ơi, bé đang mặc trong một trang phục zoom màu trắng, điểm nhấn với chiếc áo thun, đôi giày bata tạo phong cách khỏe khoắn. Những bước đi đang rất là mạnh dạn, phô dáng nè. Đó. Trời ơi, ơi. Hôm nay đến với phong cách nhẹ nhàng, năng động trong cuộc sống, em lên một layout make up rất là trẻ trung, đáng yêu. Hy vọng là các bạn nhỏ đang xem qua màn ảnh này cũng có thể hướng tới những hình ảnh trẻ trung đáng yêu như vậy. Wow. Chị là ba là nha sĩ cho nên nụ cười rất tươi sáng sáng. Trời ơi, trời dạ nó xinh hết. Anh ơi, anh thấy thần thái người ta chưa? Quá trời. Cái thần người ta lên là phô như vậy là đó. Quá đều cái quá dữ luôn. Quá dữ, thích quá. Chết anh rồi, thích. Sao hôm nay là tài năng quá vậy nè. Bắt đầu thích hai cặp này rồi. Mà phải công nhận nha, chương trình của mình càng ngày càng hay. Đúng. Có nghĩa là càng ngày càng tuyển chọn những nhân tài, những cái tài năng đến với chương trình. Sàng lọc từ hàng triệu các bé và các bố trên cả nước. Dạ đúng rồi. Vô đây là thần thái cho cười nãy giờ cười. Khen là khoái, mọi người rất là thích bé Tâm Đan với Khả Danh, khen là cười tủm tỉm. Em biết sao nha, em thấy nít cười là em như bị tan chảy vậy tươi đó. Ha.